Hello và xin chào tất cả các bạn khán giả quý của DT Channel. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái thử thách mở 10 hộp bánh Marine Boy phiên bản mới nhất, phiên bản Aquamarine, để tiếp tục sang những cái tấm thẻ của Marine Boy mùa này nhé. Sau đó thì cuối video mình sẽ có một cái mini game dành tặng cho các bạn những cái tấm thẻ này, những tấm thẻ Aquamarine. Thì trong cái video đầu tiên của mình làm cái bánh này thì mình cũng đã giới thiệu qua rồi. Mùa này thì cũng có rất nhiều những cái mới các bạn. Ok, thế thì bây giờ mở này. Ngày hôm nay thì mình mua về 5 hộp đỏ và 5 hộp xanh. Mình xem là có thẻ gì nhá. Ok, hộp đầu tiên. Thẻ gì đây? Thẻ mới các bạn ơi. Chúng ta có một cái chân trái và chân phải. Bánh xe hỏa xa, cắt lìa mọi vật cản, công 5.000 thủ 900. Và cái này là pháo bông hủy diệt. Một cánh tay các bạn, phóng lưới, sấm sét, công 900 và thủ 3.000. Đây, một cái chân trái và một cái tay phải. Ok, hai tấm thẻ mới. Và tiếp theo, chúng ta có nghịch thủy đoạn đao và can của khắc ám Croco. Hai tấm này thì đã bị trùng. Rồi, tiếp tục này. Mộc đao song sắt. Ô, cái này mới ta. Công 5.500, thủ 3.000, triệu hồi đại thủ. Và cái này là một cái cánh tay phải, lưỡi hái đoạt mệnh. Đoạt mệnh đối thủ, công 2.000, thủ 2.500. Tiếp tục. Ô, tiếp tục là hai tấm đã bị trùng này. Ô, chúng ta có thêm một cánh tay trái mới, đó là găng tay hỏa tiễn, liên thủ công phá, công 4.000, thủ 1.400. Và đây là gót chân linh mộc, đánh thức muôn thú, công 2.200 và thủ 1.800. Và tiếp theo, ô, lại bị trùng. Mấy gói màu xanh này hay bị trùng đấy nhỉ. Lại bị trùng các bạn ạ. Mở nốt cái này xem nào. Thì đây. Ô, bài cờ. Mấy gói bị trùng kìa. Ok, xem nào có may mắn không. Ui, chúng ta có thổ linh cường giáp, khuynh đảo địa hình, công 3.500, thủ 2.400. Và một cái cánh tay phải mới, đó là đinh ba hải dương, ô, phong phán vũ, công 3.500 và thủ 2.800. Và đây là hộp cuối cùng của em này. Mấy gói màu đỏ này thì cho ra tỷ lệ thẻ mới nhiều hơn. Ô, chúng ta có chiến thần Aquamarine Sarko giác đấu, thẻ mới này. Siêu giác quan, công 6.500, thủ 5.000. Và đây là mộc tinh quyền trượng, hồi sinh lại, công 2.000 và thủ 5.700. Oh my god. Ok, như vậy là mình cũng đã có một vài cái tấm thẻ mới rồi của cái video ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt ra và review lại cho các bạn xem nhé. Ok, let's go. Rồi, và như vậy là mình đã cắt xong tất cả là 10 cái tấm thẻ của 5 hộp màu đỏ. Đây đều là những tấm thẻ mới các bạn nhé. Còn 5 cái hộp màu xanh này thì rất tiếc là đều bị trùng hết. Nghịch thủy đoàn đao và cai ngục Croco thì mình đã có rồi. Đây, cai ngục khắc ám đây này, nghịch thủy đoàn đao này, lần trước đã có rồi. Đây, mình sẽ review lại cho các bạn 10 tấm thẻ mới của ngày hôm nay. Đầu tiên là một cái đầu của nhân vật, đó là chiến thần Aquamarine Sarko giác đấu, công 6.500, thủ 5.000. Đó. Tiếp theo chúng ta đến với một cái cánh tay trái, tên là pháo bông hủy diệt, công 900, thủ 3.000. Tay trái tiếp theo là găng tay hỏa tiễn, công 4.000, thủ 1.400. Tiếp tục một cái tay trái nữa, đó là mộc tinh quyền trượng, hồi sinh lại, công 2.000, thủ 5.700. Cái cánh tay này chắc là của bên hắc ám. Đinh ba hải dương, đây là một cái cánh tay phải, công 3.500 và thủ 2.800. Tiếp tục tay phải nữa, đó là lưỡi hái đoạt mệnh, đoạt mệnh đối thủ, công 2.000, thủ 2.500. Cái này chắc là bên hắc ám rồi. Rồi chúng ta có một cái chân phải, bánh xe hỏa xa, công 5.000, thủ 900, cắt niềm mọi vật cản. Đây là một cái chân phải công rất là cao,
thổ linh cường giáp, công 3.500, thủ 2.400, khuynh đảo địa hình các bạn ạ, trồng rất là vững chãi, gót chân linh mộc, đánh thức muôn thú, công 2.200, thủ 1.800. Và cuối cùng chúng ta có mộc đao xăm sát, triệu hồi đại thủ, công 5.500 và thủ 3.000. Đây là một cái cánh, một cái chân trái công thủ khá là cao. Ok, thế thì với những cái tấm thẻ Aquamarine như thế này thì các bạn có thể kết hợp lại cho mình một cái chiến thần tùy theo thôi, bạn thích nắp như thế nào cũng được. Đó, tìm những cái tay phải hay là tay trái, chân phải, chân trái nó chỉ số cao một chút, sau đó chúng ta kết hợp lại thành một chiến thần. Đó, như cái này địa phổ thần chú này, thủ 6.000. Bạn nào mà thích chơi kiểu thủ siêu châu bò thì có thể kết hợp với những cái bộ phận gọi là siêu thủ. Đây, như là cái cánh tay này chẳng hạn, kết hợp lại với nhau thành một chiến thần gọi là siêu cứng cáp. Đó. Ok, thế thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái mini game dành tặng cho các bạn, tặng những cái tấm thẻ Aquamarine này và cả 10 cái tấm thẻ này nữa. 10 tấm này thì đã bị trùng nhé, nhưng mà thôi cũng tặng luôn. Thì luật chơi cũng rất đơn giản thôi, các bạn hãy dự đoán cho mình hai số cuối của sổ số kiến thiết miền Bắc hôm chủ nhật tuần này, hôm mùng 5 tháng 2 ấy. Mùng 5 tháng 2 thì cũng chính là sinh nhật của Ronaldo luôn. Thì bạn nào mà đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất thì mình sẽ gửi tặng toàn bộ những cái tấm thẻ Aquamarine này cho người đó. Đương nhiên các bạn nhớ là để lại cho mình thông tin tên tuổi cũng như địa chỉ nhà nhé, để tránh những cái người chơi lock ad clone vào thì như thế sẽ không hay và không công bằng cho những bạn khác. Ok, và xin chúc các bạn may mắn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.